Chào mừng anh em đến với bản tin chuyển nhượng ngày 5 tháng 4 của bóng đá 24h.vn. Trước khi bước vào video, anh em nhớ like, share và subscribe cho bọn mình nhé. Cảm ơn anh em. Theo nguồn tin của tờ Ojogo Bồ Đào Nha, thì Real Madrid được cho là đang rất quan tâm đến hậu vệ phải Pedro Porro, hiện khoác áo Sporting Lisbon theo dạng hợp đồng cho mượn từ Man City. Pedro Porro được Man City mua về ở kỳ chuyển nhượng hè 2019 với giá 12 triệu euro, song chưa một lần được chơi cho Man Xanh. Đội bóng nước Anh không có kế hoạch sử dụng Porro ở thời điểm đó nên đã đẩy sang cho Valladolid mượn trước khi tiếp tục cho Sporting mượn ở mùa giải tiếp theo. Tại Sporting Lisbon, Porro chơi khá hay cả trong vai trò phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công và có số 3 bàn thắng cùng một pha kiến tạo của anh chính là minh chứng cho phong độ ấn tượng của cầu thủ 21 tuổi này. Cũng nhờ phong độ xuất sắc đó, Porro đã 3 lần được bình chọn là hậu vệ hay nhất tháng tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, đồng thời mở ra cánh cửa đưa anh đến với đội tuyển Tây Ban Nha. Martinelli của Spezia đang là phát hiện mới đầy thú vị của Serie A mùa này. Trung vệ 23 tuổi người Croatia này đang nằm trong tầm ngắm của cả Milan lẫn Napoli, mỗi đội đều có những lợi thế riêng. Erlic được Spezia định giá từ 8 đến 10 triệu euro, hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Milan. Cả Ibra lẫn giám đốc thể thao Paolo Maldini đều tỏ ra hứng khởi với viễn cảnh chiêu mộ được Erlic. Một trung vệ trẻ còn có khả năng nhưng lại không đòi hỏi cao với lương bổng. Đối thủ chính của Milan là Napoli, đội bóng miền Nam Italia gần như chắc chắn sẽ chia tay huấn luyện viên Gennaro Gattuso cuối mùa này. Ứng viên hàng đầu thay thế tê giác chính là Vincenzo Italiano, thuyền trưởng đương nhiệm của Spezia. Theo những thông tin The Mirror đăng tải, John Terry là ứng viên hàng đầu cho cương vị huấn luyện viên tương lai của Sheffield United. Cựu đội trưởng của Chelsea và đội tuyển Anh không giấu mong muốn chuyển sang nghiệp huấn luyện. Terry đang làm trợ lý cho huấn luyện viên Dean Smith tại Aston Villa, công việc mà anh gắn bó từ tháng 10 năm 2018. Họ cùng nhau giành quyền lên chơi tại Premier League sau mùa 2018-2019. Kinh nghiệm có được trong thời gian 2 năm rưỡi qua của Terry, do phẩm chất thủ lĩnh lúc còn thi đấu giúp anh lọt vào tầm ngắm của Sheffield United. Đội chủ sân Bramall rất nhiều khả năng chia tay Premier League sau mùa này, khi hiện xếp bét bảng với chỉ 14 điểm sau 30 trận đã đấu, kém khu vực an toàn 14 điểm. Theo thông tin được Daily Star đăng tải, Man United sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Mata. Điều này sẽ giúp Quỷ Đỏ thu về một khoản tiền từ việc bán tiền vệ này. MU đã đồng ý để ngôi sao 32 tuổi rời đi nếu nhận được 5 triệu bảng. Ngoài Mata thì những Phil Jones, Diogo Dalot, Jesse Lingard và Sergio Romero đều có thể rời sân Old Trafford ở hè này. Những cầu thủ này được cho là có thể giúp cho MU thu về ít nhất là 50 triệu bảng, qua đó đầu tư vào những thương vụ mới. MU hiện đang đàm phán giữ chân Eric Bailly. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ tin rằng cầu thủ người bờ biển Nga vẫn có thể đóng góp cho đội bóng. Tuy nhiên, việc không được ra sân thường xuyên khiến trung vệ sinh năm 94 chưa đồng ý ký hợp đồng mới. Dybala vẫn ưu tiên ở lại Juventus, tuy nhiên, người từng được kỳ vọng là Messi mới lại ra yêu cầu quá cao về lương bổng. Cụ thể, Dybala muốn nhận mức lương 10 triệu euro, tức 8,5 triệu bảng mỗi năm, một gánh nặng với các câu lạc bộ trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng lớn tài chính. Mùa này, Dybala mới chỉ có 16 lần ra sân cho Juventus trên mọi đấu trường, ghi được 3 bàn, Thacott offside. Bianconeri đang tìm đối tác bán mũi công sinh năm 93 để tránh mất trắng anh sau đây hơn 1 năm. Đáng lo cho cả Dybala và Juventus là số câu lạc bộ quan tâm đến ngôi sao này ngày một ít đi. Tottenham hay Man United từng để ý cầu thủ 27 tuổi nhưng trở nên rụt rè hơn với sự sa sút của anh một năm qua. Everton là câu lạc bộ Premier League tỏ ra quyết tâm nhất trong thương vụ chiêu mộ Dybala. Có điều bất chấp tham vọng lớn của The Toffees cùng sự hiện diện của huấn luyện viên tên tuổi Carlo Ancelotti, ngôi sao của Juventus tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ từ chối bất kỳ phương thức tiếp cận chính thức nào từ họ. Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Fahad Moshiri, Everton đã đầu tư không ít tiền vào chuyển nhượng. Cụ thể, trong 5 năm qua, đội bóng vùng Merseyside chi tới 583 triệu euro để mua cầu thủ. Theo đó, Man United sẽ giao bán De Gea và giữ chân Dean Henderson. Trong quãng thời gian De Gea vắng mặt phần lớn trong tháng 3 vì bận việc gia đình, Dean Henderson được trao cơ hội. Màn trình diễn của thủ môn người Anh đã thuyết phục được huấn luyện viên Solskjaer và ban lãnh đạo của Man United trao cho anh vị trí số 1 nơi khung gỗ của đội bóng. Sở dĩ, Man United quyết định để De Gea ra đi bởi năm nay anh đã 31 tuổi và đang nhận mức lương lên tới 350.000 bảng mỗi tuần. Hơn nữa, thủ thành người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng 2 năm với Quỷ Đỏ. Ban lãnh đạo Man United muốn thu về một khoản phí từ thương vụ De Gea, do đó đội chủ sân Old Trafford xác định kỳ chuyển nhượng mùa hè tới là thời điểm hợp lý nhất để chia tay thủ thành sinh năm 90. Khi hiệu lực hợp đồng giữa đôi bên ngắn dần lại, sẽ rất khó để Quỷ Đỏ ép giá các đội bóng khác. Khó khăn cho MU nằm ở chỗ không nhiều ông lớn ở châu Âu hiện tại có thể đáp ứng được mức lương của De Gea. De Gea gia nhập Man United từ hè năm 2011, thời điểm Sir Alex Ferguson vẫn dẫn dắt đội bóng.
Sau 10 năm thi đấu cho Quỷ Đỏ, De Gea đã có tổng cộng 434 lần ra sân. Anh là một trong số không nhiều thủ môn có trên 100 trận giữ sạch lưới tại Premier League. Tờ La Gazzetta dello Sport đưa tin, Juventus và Barcelona hiện cùng dành sự quan tâm đặc biệt tới cho Alessio Romagnoli của Milan. Cả hai đại gia này đều đang lên kế hoạch hỏi mua trung vệ 26 tuổi. Xét ở khía cạnh thuận tiện cho tương lai của Romagnoli, có vẻ như Juventus là điểm đến phù hợp hơn bởi anh sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen do đang chơi cho Milan cùng ở Serie A. Có trên 90% khả năng Milan sẽ bán Romagnoli là bởi Milan đã và đang nỗ lực đề nghị Romagnoli gia hạn hợp đồng, nhưng hai bên vẫn chưa đi đến được thỏa thuận nào cụ thể. Vì thế Milan cũng dự phòng sẵn trường hợp đàm phán không thành công thì họ sẵn sàng bán Romagnoli. Do hợp đồng của Romagnoli chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022, nên Milan cũng muốn thông qua cơ hội cầu thủ này được Juve và Barca quan tâm để giao bán. Theo đó, Milan dự tính sẽ bán Romagnoli với giá 20 triệu euro. Thêm một lý do để Milan lên kế hoạch này là bởi họ có thể từ chối đề nghị tăng lương lên gấp đôi cho Romagnoli từ 3 lên 6 triệu euro mỗi mùa mà người đại diện Mino Raiola của trung vệ này vừa yêu cầu. Milan đang muốn gắn bó lâu dài với Tomori và sẵn sàng bỏ ra 28 triệu euro để mua đứt trung vệ người Anh mà họ đang mượn từ Chelsea này. Nếu Milan đi đến quyết định mua đứt Tomori, cơ hội để Juventus hoặc Barca sở hữu Romagnoli là rất lớn.